Chúc mọi người một thứ hai đầu tuần vui vẻ. Hello mọi người nha. Hello mọi người. Hello mọi người. Chúc mọi người có một tuần mới thật là bùng nổ và nhiều năng lượng. Ayo, what's up? Ok. Thì các bạn chả hiểu gì về cái việc trả kèo à? Bạn kém tật như nào gọi là sủi. Ngày hôm nay, đúng không? Ngày hôm nay em đã sẽ trả kèo. Em đã sẽ trả kèo cosplay Viper. Có đồ Viper đây rồi. Và bây giờ em đã bật stream lên là thằng Tín nó đang đợi để đón bạn make up với cả bạn gọi như là bạn fitting cho tôi. Lên đây, tí nữa anh em sẽ cầm điện thoại này, anh em bắn một luồng ở đây, xong anh em ra ngoài kia. Đấy, xong rồi phải ngồi make up nữa, xong rồi mới mặc lên được. Make up phải 2 tiếng, hiểu chưa? Cái này vào mặt đẹp hơn. Cái này cầm nó trông chất đã rồi, bèo. Cái này ôm hơn. Cái này ôm hơn nữa. Nên lấy cái này đẹp hơn đấy. Cái này đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ tớ sợ là cái bộ thì không biết mặc bao gì. Thôi, cứ mặc được. Thôi, nhưng mà có một vấn đề nữa tớ lo ấy, là cái bộ cái quần nó hơi bó ấy. Mấy cái mặc à, mặc quần đùi không? Quần đùi hai lớp đúng không? Phải hai lớp rồi, hai lớp không, tại vì tớ muốn có quần tập thì đấy, hoặc là có thể là sao? Cắt đi thì còn dùng cái gì nữa? Không hiểu. Thì bây giờ thừa cái gì thừa thì phải cắt đi chứ. Đúng cắt đi thì dùng cái gì nữa bây giờ? Ừ. Còn mới cắt trước không? Ừ. Vẫn mặc đủ chất tại vì đồ bó. Ủa thôi không mặc trước thì mới mặc trước. Tôi mặc trước thì mà nó chết rồi. Nào, để xem lại là mặc trước qua rồi chứ. Ê, từ từ tí phải cho các bạn xem bộ karaoke mới của nhà tôi. Tí được test âm thanh luôn, let's go. Có ông gì tí nữa đây. Văn nghệ luôn, được chưa? Chui cái gì ạ? Chui cái tay vào. À, bỏ cái chui ra thì vừa này. Được, tay tôi nhỏ mà tay. Có, đẹp luôn. Chui vào thì vừa. Đấy á, cái này là giáp tay à? Đẹp luôn đấy, nếu mà để chị chui thì nó bị rộng. Thế được rồi. Thế được rồi đúng không? Còn phần cái gì nữa? Hiện tại là thế này. Còn tí lên mấy lời khô á, có mồ hôi, thấy á. Hỏng rồi, thế rồi run đấy nhở. Tớ chưa giờ cosplay đâu ấy. Đâu có cho tớ xem ảnh cho tớ cosplay. Á, tuyệt vời. Nhưng mà có cosplay vừa lâu chưa? Lâu rồi, 2020 ạ. 2020 á? Không, mấy cái mới ra mà có cosplay chứ. 2020 á? 22 trước quên. Hết trước đấy rồi có cosplay kiểu gì mà có sẽ cosplay nhân vật nào. Chiều lắm, đi không về 1 năm rồi em. Ui, nhưng mà từ những cái cho ví dụ để xem trên cây chat này có ai biết không? Đây, Facebook Nguyễn Thành Nguyễn là ai đang đấy, nổi tiếng chưa? Có người biết nào? Ui, ây da. Hình này hay. Ui, thật sự luôn, cosplay này trong nhiều cảnh sát được, ủa cậu bắt tới được. Ui, ui, ui. Cái này là đây á, để tí tớ trông như này á. Na ná. Nhưng tớ tưởng con Viper là ngon hơn á. Đây á, tớ tưởng Viper là nó cho em một nửa mặt như này nhở. Không ạ? À? Hay không? Đây là make up không cần được design đâu. Make up. Xích mí là gì vậy? Xích mí tức là cái thành hai mí. Ui, có make up tớ nhỏ lắm. Ừ, trông nó xinh. Tổng thể lên như thế nào? Ok, Âu luôn đúng không? Thích kiểu Âu gì? Âu được. Đúng, đúng, Âu gì? Tôi sẵn sàng rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên cosplay. Cái này kiểu không? Cái này tóc của bạn thì cái bộ tóc giả. À rồi, Âu nhỉ, tôi cho tôi xem bộ tóc giả. Bây giờ mình đeo thử cái này không? Tôi tóc giả, tôi trông như nào đó. Gam dạ đấy. Rất là gam dạ. Để tớ hình dung được là tớ sẽ trông như nào. Ừ, phải có lược, em có mang lược không? Chị quên mang lược không? Có lược không? Đấy, chảy tay rồi. Ôi. Tớ muốn thử, chưa biết em đã được tóc giả không? Chắc chưa. Trong giấy cốt play chỉ đấy là rất là ga dạ đấy. Ê, ác nhờ. Rồi đã, xong rồi, trông như nào cơ? Hello chị cả nhá, bọn em đang làm nên là không tiện là trả lời hết chat được, mọi người thông cảm nhá. Đây. Xin lỗi. Chị nghĩ là vẫn cần cái lược để trải qua đấy. Chắc
Đẳng cấp gì kia. What the hell? Trông tôi có biến thái không? Cũng quá nhiều biến thái luôn. Giữ chắc đầu nha. Ui, gãy cổ đúng không? Được rồi, được rồi. Ok. Được rồi đấy. Tao thử xem nào. Hiện tại là như thế này. Rồi, xem một xin không? Rồi. Rồi. Nhưng mà tí bây giờ ví dụ mà tớ hỏi ví dụ tớ là nam nhưng mà Viper cần những đường cong ấy thì tí bây giờ mình làm nào trong cái hay là trong Viper của mình chung không mày có áo lót không không mày có áo lót à no you have bra thế có giấy ăn không có chứ giấy ăn á à, mình nhét vào đúng thôi rồi giấy ăn tí là phải anh em chuẩn bị nhưng mà giấy ăn thì không giữ được mất thì xem. Nhưng mà tất cả nốt làm lần nữa đây là cả câu là mình làm nền nghệ thuật. Tức là trông tôi như nào tôi cũng chấp nhận là tôi hình nghệ thuật đúng không? Cosplay là nghệ thuật đúng không? Hình xuyên mình nghệ thuật. Đúng rồi. Mình bắt tay lại, mình cùng quan điểm. Ok. Bắt đầu nào. Hình xuyên mình nghệ thuật nha. Mình cái này là cố định đầu cơ. Đúng rồi. Cái này là mình sẽ để nhấc cái cung lông mày của cậu lên và cậu nhấc mắt của cậu lên nữa. Nhấc. Tôi dán này có bị rơi lông mày không cậu? Không, à tí tại lông mày tao đã thưa lắm rồi mà rơi mất được cái không sao à, tí nữa là che lại hết đấy mà che lại hết ừ. Tớ rất là thương các bạn nên là tớ sẽ không cạo hết lông mày của các bạn đâu. Ồ rồi ok ok à hay quá nhỉ thấy này nếu cạo thì cũng xin lỗi à, hay quá thế nào thế thì chỉ ăn may quá là tớ tìm được bạn ấy là bên make up chuyên nghiệp ấy. Okay. Tớ phải post cái bài từ cộng trên cộng đồng Valorant xong cộng comment sau đó ôi sao bạn tớ ấn vào ảnh cộng anh ta bảo sao bạn này cosplay đẹp. Cảm ơn. Cái này là cái gì hả không? Nước sữa. Sữa. Ra đâu rồi bị tránh nắng đâu. Một cái cậu làm thật xinh rồi nhá. Tí nữa là xinh. Mắm mì. Bình thường nó vua đẹp trai hôm nay tớ làm vua xinh gái. Vua xinh gái. Đây. Bùi. Phải lều. Yên tâm, an tâm. Chắc chắn là xinh. Trời ơi. Ây da, rồi tớ được rồi. Chắc chắn là xinh. Thấy chưa? Cũng được phải tí. Ôi, thế tí hay có hát cả rock mà tớ nghe được. Ôi, gãy đi. Thấy không? Tắm lưng nha, các bạn có đi to quá. Phải to. Đấy, phải luôn mà. Đấy, mấy hôm nay bạn what's up? Không có fast flow hay là punchline, cứ có như tao xuống trình đi. Nếu mà vẫn nghĩ đây là nhà Tây nên chắc là bước tỉnh đi. Cô ấy bảo yêu mình rồi vẫn nghĩ với người kia cô ấy muốn mình gì. Young love is great, show my love đi, cô ấy không tính gì. Love you back and back, chê sẽ hiểu tao là một cái trình đi. Cô ấy lấy lòng ông bà vu tao nhưng mà tiếc tao đó bị chi. Và vô tình mất cảnh giác cho bà Agrafa cho mình cứ dình đi. 350 Uchi nhìn áo mê kia sẽ nó ra hình chi. When I'm em thì em lại khoe bằng dai em yếu sinh lý. Muốn cho em loại 3 triệu, một chỉ thừa thiếu tình ý. Em muốn tao hô hấp đợt tại trong khi đợt mấy viên khí. Em bảo tao vật mà em thích đi để tao lấy viên khí. Dạ và em đừng nhắc đến chuyện quốc đi vì nó chẳng biết về ai. Có thể là một ngồi tay vô trên mạng lại việc mấy trẻ dai. Tao đừng ăn được uống chó nhị nhị chứ còn không để về nai. Vẫn là bài vòng quanh thành phố như là tỷ phú kiếm. Kiếm bô lên mẹ xanh. Tao pushing đi. Cuối còn đều là hút mình đi. Mày hút mình đi. Ok. Pushing đi. Tao pushing đi. Cũng còn đều là hút mình đi. Mày hút mình đi. Nghe chưa? Có ok. Đóng đi thêm. Đập chung trắc cùng áo sức chết. Ngọc ông chim đen. Kể là một em như mong biết tên. Đưa lên như hết. Và cho em một xin đi bếp. Mà không ăn chiếc trên bếp. Và hôm nay tao có thằng năm bê. Có thằng năm bê bỏ lên thành phố theo đuổi đam mê. Có đôi chân tốt nghiệp có thằng ban A. Có thằng ban D. Còn có bạn hàng quốc du học mới về gặp chỉ Việt Nam trong xa ra nghe. Cũng sợ nhau lên. Mày bảo chẳng lên. Chính trước hợp đồng sẽ hoàn thành thêm. Có cái mixtape chỉ đợi đến cảnh đến cảnh đang lên.
nhà ở trên phố hay dưới ăn đêm. Bồi hai mươi hát xe, bác tần nhà tên. Hiểu chưa, hiểu như nào là pushing P. Tao tự mở show đi về, đâu cần chờ ai cũng mình đi. Khi tao nhà khói đó là phê rong nói như được anh có chút tình nghi. Tao không muốn buồn nữa đơn khi tao chỉ ước cái điều là nó hút mình đi. Tao pushing P. Mày lúc mày bảo ơi pushing P. Rồi anh ơi, tao mới nói mày rồi mà. Hả? Sao? Ui chết chết, rơi mảnh rồi anh ơi. Bắt đầu trông như nào? Từ từ. Hả? Rơi mảnh rồi. Có gương cho bạn đi xem không? Ui. Đâu? Đây có gương mà. Sao phải khổ thế? Đâu để xem. Tập xem replay. Cái này. Ui. Bình tĩnh, tí nữa là mất hẳn. Tí nữa là trông nó như màu da người luôn á. Ừ, tí nữa là giống Kana ấy. Nhưng mà sao con Viper lại mất lông mày thế nhở? Để tớ làm lông mày mới cho cậu. Đúng vậy đó. Ôi dã man, thế đang bắn nhau nó bị rơi hả con? Thế sao nó mất rồi? Thế nào, rồi. Công đoạn này khó khăn đấy. Flash rồi. Ơ cậu bao giờ chơi Valorant không hả Thanh? À nhầm Huyền chứ, nhầm. Có á, cậu bắn kinh không? Không. Không á, thế hôm nào đôi khi mình thi phạm chung không? Được đâu, mình mới Diamond 3 thôi. Diamond 3 là nghệ đó. Đủ mà, à, hơn em luôn á. Diamond 1 mà. Diamond 1 á. Bên tớ có rất nhiều thợ. Cậu tự lên Radia được. Có người yêu bắn kinh. Người yêu bắn kinh á? Mà được thêm rủ. Thế hôm sau tớ bắn cả cậu, cả người yêu cậu nữa. Không bắn đích chính đâu. Đích chính luôn. Ôi. Ôi, nghe bảo là người yêu của cậu là ngày xưa cũng bắn giải Sego đúng không? Cũng là một tuần số tập bắn Valorant. À thế á? Bây giờ chơi game gì? Được quá nhỉ. Nhưng mà không bắn. Ủa tao muốn có người yêu chơi game chung. Nhưng mà cháy đâu rồi. Ừ. Trông một mét. Đến khoảng này mà không người yêu rồi. Thế người ta sợ rồi. Sợ sợ. Bạn chó điên. Nhưng mà cái lúc mày không bảo là thế động. Thế động. Thế xương vậy. Tiếp à? Bày ra. Hơi cứng. Tiếp nha, tiếp nha. Tao mặt tao bị méo á. Không, sương thằng các bạn ơi, các bạn muốn mình thích phạm đấm tép của Pháp không? Ai ăn? Thôi, thích phạm ngay lập tức. Anh đấm luôn ạ. Được chứ, sau đây là một vài... Cái gì đây? Cái gì đây xin phụ bố ơi? Mỗi chuột trả lời không phải của mình nhá. Được rồi. Cô ấy đã cho nó fan. Cô bộ trong em kia rất là ghen. Và không lê mà là em. Cô ấy cứ không nói như là em. Cô ấy cứ lê ta như là nem. Vô phát cô ấy kia là slack. Ok, cô ấy cứ tạp lo. Từ khi on đã follow lên cao hơn. Cô ấy dùng để chỉ tao nghĩ tao nói. Thì tao mới quạt vô cái sạc. Ông chắc cô ấy cứ bọc mồm. Mấy con chắc chỉ cùng mấy hết cả power. Tao chỉ gặp cô ấy đúng một hôm. Cô ấy chưa lúc mày tao nơi nào mất chưa? Tí nữa rồi nó mất. Ôi, nhưng mà tí nữa là mất luôn á. Mất lông mày là giống ai nhỉ? Gara. Hả? Gara. Không. Tức là... À, Marilyn Manson. Ôi, nhưng mà là nó ẩn, nó mất đi tạm thời chứ đúng không? Đúng rồi, thì mất tẩy trang đi là nó lại đối với cậu tớ là mà che đi thôi mà. Chứ nếu mà đang muốn nó mất hẳn, đây là cầm cái răng cạn, không phải là cầm cái răng vết. Em yêu nhạc hay là working. Em yêu thích cả một lát Ferrari Chanel Dior, cổ em nằm đá. Khi em bước vào shop shopping không cần nhìn ra. Swipe, swipe, thả nó hồi giỏ. Em nuôi luôn cả trai và không thích tiền bỏ. Chơi TikTok mà xem phim. Em thích tập gym và nu healthy. Không thích ngồi đường, không thích dọn dẹp. Em thích ra đường ăn ngon mặt đẹp. Sáng đi spa, chưa là đường ca. Để bên nằm sấp tràng sức lập lấy khi đến góc. Ừ, Weibo là phải vừa nghe. Mày bật cho tao cái bài kia yêu. Bật cho tao cái bài Bài gì? Seno cái gì? Bài đấy đúng rồi, Seno. Bài đơn đúng Weibo. Bài gì? Seno mà mic nó mới chuẩn. Đúng rồi, mấy anh em mình vai phải đấy. Hip hop mình hip hop nhiều hơn. Cái bài đấy tên là Seno. Bài gì? Seno, mấy cái sớt Seno. Nhà Weibo. Seno hả? Ừ, sớt bài Seno là tao. Tao không biết tên bài. Mấy sớt nhạc Seno đây. Đấy, sớt YouTube đi đưa điều kiện đấy. Situation.
Mặc ngáo quá, ok không? Ai comment tồi tệ cả em đét vậy? Ngạc nhiên chưa? What ngạc the nhiên. Fuck? Ôi nào, dậy nào. Đồ. Đừng đánh giá tôi. Đâu? Tôi đã không nhìn thấy bản thân mình như nào đâu. Không có đọc chat nữa. Để đọc cho nhé. Cho em nhờ em làm một vòng nữa. Cậu thử đọc hộ tớ xem các bạn nói gì. Đây. Kia tín. Các bạn bảo vãi lờ. Sao lại vãi lờ? Kia thì còn cái gì nó nhặt lên. Sao lại vãi lờ rồi? Cho tớ với. Cái này tài ngay. Ok cũng chê đi, còn tí nữa tranh giành chém giết nhau, không trưởng nào cũng biết đâu. Đấy đấy có hiểu mày, có trưởng đấy rồi, đấy. Vừa chơi thì người ta cũng thương xong rồi, người ta có trưởng rồi. Sắp có trưởng chắc chắn luôn. Em về hai mặt, cầm mao. Nhìn thấy rồi, mới có trưởng rồi. Ông không mất đóng không đây cái ông mà ông không có mũi ấy. Ui. Nhưng mà sống lắm. Trời ơi không được. Ông cười thật tươi anh đây. Bao bao bao. Creepy. Trông như nào nhỉ? Ra thi là cậu đã được kiểu thành tích gì cosplay chưa? Wow, nó được tiền luôn. Chứ ra tiền thì nó cũng chẳng lỗ được đâu. Đam mình đam mê đúng không? Thế ví dụ mà cậu đã có những cái sản phẩm nào cậu tâm đắc nhất không? Cho tôi xem nào. Con đầu woman đọc cho tôi xem nào. Đầu woman. Đầu woman. Nhân vật trong One Piece. Đây nha, ngày hôm nay tớ cosplay cái này là tớ về back kiểu. Nếu mà tớ về ba là tớ tự được tự chọn, nhưng mà tớ về back nên là. Anh top 1, anh Khoan là trên. Có cái Rambo không? Anh ấy chọn được rồi. Anh cũng chọn được. Tao phải trông nhìn cậu như đây của con đấu. Đây là cậu à? Ui, nổi đấy. Game ca luôn mà. Rồi. Ui. Đây, bạn đến đây này. Ui, trông nữ thần tự do đã lêu được. Đỉnh ấy. Ui, không, ui, trông giống với bản gốc luôn. Ê, bạn ấy ra đây, bạn đến đây này các bạn. Đỉnh vãi lêu. Xem loại ảnh cosplay Wonder Woman đầy khí chất của chị đại Việt Neyu. Vì thông mà cậu gọi cậu ấy viết danh là gì ạ? Neyu ạ? Được á? Cậu may đồ. Elika Lan luôn. May đồ trang đôi cho phép được. Yasuo ra hả cậu? Được. Ui. Lêu nhờ, chất tuyệt. Có CD đâu mà. Có đây, có cả make up luôn. Bên mình chuyên nghiệp quá, offer hết tất cả. Tôi sử dụng cách xưa rồi. Chân anh to thế, quan thì đang mách mặt là bảo chân anh to thì trêu tao à? Ừ, hay à, u em này, mặt nhau bây giờ chứ. Ok. Tí có hát lô tô không anh? Thôi. Con số nào đây à? Con chơi gì đây, Tí có hát lô tô không anh? Thôi. Tín ơi. Con số. Mày trêu tao hả Tín? Đúng rồi đó. Ôi trông tưởng như con ma ấy. Voldemort mà. Voldemort. Làm khối chứ gì nhỉ? Tí ma cho mình cái đũa. Đấy à? Chết mẹ ở công ơi. Trông tôi bị làm sao? Làm khối chứ gì nhỉ? Làm khối. Giờ làm khối rồi đã nào? Làm khối xong rồi chị. Ừ.
Giờ công thấy giờ makeup này phải công phu lắm. Nó không phải cái choàng bộ Viper lên người xong mặc xong rồi chụp cho công mấy kiểu xong ngồi stream đâu. Thế thì nó làm gì đúng không anh em? Nó phải chuyên nghiệp. Không phải thấy trong process cosplay con Viper là như nào. Nhìn mặt như chết rồi vậy á. Ơ kìa, cosplay phải chuẩn chứ. Mũi vẫn hơi cao thôi. Giờ mà gắn hai răng nanh vô nha, thành cương thi cũng được luôn. Từ từ để tôi xem lại Voldemort trông như nào á. Từ từ nhá. Đâu nhở? Chỉ cái là mũi anh cao hơn thôi. Vai leo sao thằng này không có mũi nhở? Mách cho làm cái mũi cà trê luôn. Rồi bắt đầu bơ. Đúng rồi đó. Đi luôn rồi đó. Chiều rồi. Người yêu cũng đang xem. Người yêu cũng đang xem á? Ôi trời ơi. Xong vậy bà là cười. Bạn ơi, ông ơi, tôi ngày xưa cũng đã từng gọi như là chiếm chuối, smoke các kiểu, bắn kinh á. Nhưng mà bây giờ vì công việc sáng tạo nội dung rồi, đôi khi mình cũng phải quỳ quỳ, thì ông hiểu không? Còn cái chất máu của player CSGO nam tính, toxic trong tôi nó vẫn còn. Chẳng qua là vì công, vì việc. Đấy, anh em phải thế này thôi. Thì thằng nó ác đấy. Không nhấn máy. À à. Nhìn bình thường. À nhìn bình thường. Nhắm. Chuyên nghiệp. Hư là đánh. Hư là đánh á? Đúng ạ. Em bảo cứ hư để bị đánh có được không? Được. Em đánh á? Không, bạn này. Không phải mày đánh thì tao đánh lại mày đấy, không được. Chuyện với tấm lắp là sao là riêng rồi đấy. Cái này là đang vẽ lông mày. Ui, cái gì đấy? Cái gì? Sao người ta có điện giật nhở? À, ui, à, ui đẹp con dao à? À, bảo sao, ô con Xeno Hunter đấy các bạn. Ui, được đấy chứ. Ở đây mà ở nhà cậu có mấy cái đồ như cậu súng mô hình bao lần các thứ không? Tại nhà có máy in 3D mà. Ủa? Thích để lúc nào tao cho nhà cũng có để lúc nào. Ủa, thế bây giờ tao đặt cậu làm súng mô hình có được? Được, thì đặt đấy. Đặt cũng được. Theo phòng làm mấy cây ba đồ rồi. Có đúng sai không? Phải to to hay là nó bé bé không? Cái đấy cam sai được không? Tức là tùy mình muốn nó dài bao nhiêu. Ủa? Nhà có máy in 3D rồi, tức là súng là khi chất liệu ra là nó là giấy rồi. Hay là nhựa. Là nó có những kiểu súng airsoft này nó cứng cứng không ta? Airsoft thì là nó sản xuất riêng để nó không bắn được. Còn cái này của mình là súng mô hình thôi. À mô hình thôi đúng không? Ừ. Còn nếu mà bắn được thì cũng làm được nhưng mà nó hơi lằng nhằng. Nó in chi tiết hơn. Cứ hình dung là đây nó như thế này này. Cái này là nhựa. Cái gì ạ? À? Cái này là nhựa. Cái này là nhựa. Đấy, thì là lại sẽ in nó thành như thế này. Ây mà chọc vào cũng gọi là chết rồi. Chứ người ta có thể nào là kiểu tôi không, không thể làm một cái con nhân vật gì khác mà nó chuẩn hơn được. Ờ, hỏi người đã bét cậu làm cái này. Chị ơi các bạn ạ, tao không trốn được. Ai nhỉ? Ai rác nhỉ? Bô. Sẽ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không để với lông chứ. Đây thấy. Chỗ không cần Tôn Ngộ Không thì không phải Tôn Ngộ Không đâu, yên tâm. Bình thường gen tớ hơi trội. Thế mới nam tính, thế mới nam tính cơ ạ. Để người ta biết là mặc dù Viper trông có như nào nhưng vẫn nam tính, hiểu không? Đấy. Tí thử mối gậy xem có đúng không? Cái gì cơ? Tí thử mối gậy xem. Gậy ở đâu? Lấy cái chỗ cũng được. Chết rồi. Anh biết em nhớ phim gì không? Đừng nói chuyện với tao nữa, tao đang cần tập trung. Nó giống hết phim White Chick ấy. You know? Nãy chị cũng tính đoạn rồi. Đúng rồi. Making their way downtown. Bảo ơi. Dạ. Tăng Thiền. Bây giờ làm cái này làm bay trước đã. Đây chị bật đại hình cho này. Xin cảm ơn. Cậu ơi sao giống bị cù đấy nhở? Cứ enjoy the moment đi cậu.
Không, chỉ ra make up này cũng phê đấy. Có khi anh sẽ stream đi ngủ ở hợp lý ấy. Mày điên là tao không ngủ được, tao đang căng thẳng vãi lều mà không hiểu được đâu. Chấp nhận với Omen của em ạ. Tại độ Omen đẹp không? Omen đó, Omen là mình phải đeo kiểu mặt nạ các kiểu đúng không? Giấy vệ sinh. Ui, thế thì ngốt lắm nhờ. Sai phơi là sẽ phải làm mặt nạ kiểu BDS em. Ui, sao lại thế? Sai phơ á? Ừ, sai phơ của nó, cái mặt nạ đen xí. Ok, mở mắt rồi xem nào. Bây giờ BDSM là mặt nạ như nào? Google đi. Không được, tớ muốn cậu tả ra, tại vì là Google ấy, nhìn thấy ảnh không được. Tức là cái mặt nạ mà đen xì có một cái lỗ tròn tròn đúng không? Đúng rồi. Thế sao cậu biết là có cái đấy? Trên đời cậu phải cầm rồi đúng không? Không có. Hay là cậu dùng đúng không? Tính làm đồ cipher. Không được, cái đấy cậu phải có kiến thức nhất định rồi. Mày lắp đáo cho ăn đòn. Thì chắc chắn là có kinh nghiệm đúng không? Đúng là mọi người là đấm đấm thì em đi chị đấy thôi. Không có con người sai phở, không có cần người để chỉ phạt. Cái gì nhỉ? Ở đây có tặng sao hay là vốt hay là cái gì để cho mình stream một con? Tặng sao, bằng vốt là cái gì cơ? Kiểu cầu có được tặng. Ít thì 5 quả trứng, nhiều thì 1 quả tên lửa. Thế thì... 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 Thằng Khang đéo em, tao nói đi 20 kim cương cút. Nhật Linh, Khang Võ, Popo, Bin, Vũ Tuấn, Đạt, Dê, Boeing, cảm ơn tất cả mọi người nha. Nãy giờ em đếp bật cosplay nên không trả lời donate được. Nhưng mà mọi người có donate đi, em đã trả lời hết, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta có đấy. Thể làm một cái là kiểu nếu mà donate được khoảng 100 tên lửa, có thể donate 100 tên lửa? Ôi, 100 tên lửa, cái mặc bikini được mà 100 tên lửa hơi đắt tiền. Hơi 50 tên lửa cũng được, thế là bao nhiêu tiền rồi, 50 tên lửa là bao nhiêu? 1 triệu rồi. Tên lửa là 400. Nó dã man đấy. Trong lịch sử không biết là có ai bay được trong quả tên lửa không? 10 tên lửa. Một quả được rồi. Ủa? Ừ, một quả là được rồi. Tớ không nhớ lần gần nhất canh tớ có một quả tên lửa bao giờ luôn. Giang quả đấy. Thật á? Anh có biết là sinh năm bao nhiêu? 99 à? Tớ nhớ các bạn. Ủa? Thế á? Đúng không? Tớ nhớ cậu còn 99 à? Boeing Vietnam Airlines. Được đấy, của thiệt tài cao đấy. Yeah, yes sir. What's his name, El Castro? You know what I'm saying, bro? You the dope, bro. Được đấy. Đỉnh. Rồi, tôi hỏi cái chat là các bạn đang có lên không nhở? Con nên ship cái bộ len các bạn. Nhưng mà tôi chưa bao giờ đeo len, là đeo xong mắt có bị ẩm không? Có thì 5 quả trứng. Mọi người bảo có nên này. Mọi người phải cho tiền mình mua. Nó mới 100% á. Đúng rồi, đấy, đấy, các bạn thấy chưa? Kìa. Yeah. Mọi người thấy bạn Huyền nói gì chưa? Bây giờ là bây giờ mình nếu cần bộ len, thấy chưa? Cần bộ len cho anh em thì anh em phải như nào chứ? Ít thì 5 quả trứng. Nhiều. Thì một quả tên lửa. Thì một tên lửa. À sao tắt quả karaoke, tắt kiểu donate rồi. Thì một tên lửa, chúng mày rõ chưa? Không nhớ. Thằng nào có tiền? Thì nói cho tao. Ôi lên rồi. Lên quả tên lửa rồi. Lên đâu? Ai lên quả tên lửa rồi? Có tên lửa không á? Ai làm gì có donate? Lên rồi. Ai donate? Không phải hả? À tên lửa mini à? À thế thì cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều, lâu lắm mới có quả tên lửa, cảm ơn bạn nhá. Rồi đấy, ok, đây là gói 999 kim cương của tớ. Còn quả tên lửa thật nó 15.999 nữa, phải có gói cảm ơn. Đấy, nó có các mức cảm ơn luôn đấy. Để tớ tiện là cảm ơn mọi người mà. Cảm ơn bạn nhiều nhá, không thật đấy, appreciate it bro. À 999 nam á. À lại còn nam giới nữa. Ok, ok, cảm ơn đồng nhá. Tớ ơi chứ. Chị sợ người này chưa đeo len bao giờ là... Không, có biết không? Tớ chưa đeo len bao giờ luôn đấy. Đây, cậu là cậu đeo len đúng không? Nhưng mà những người chưa đeo len bao giờ thì sợ là lá này. Ờ đúng, mắt tớ hay bị, tớ nhỏ mắt thôi mà tớ cũng như này. Len xanh lá đúng không? Đúng rồi, có đeo được không? Có biết làm sao? Sao có len xanh lá hay không? Nhưng mà cậu phải tháo tớ, không tớ mắc kẹt đấy lắm. Mắt lều luôn. Cái gì? Cười. Quả mắt mày... Đâu? Anh lấy cái điện thoại đi. Đúng. Đây. Thế nào? Ok, đặt len rồi nha. Má giờ giống tôi không thật luôn đấy. Em đọc địa chỉ chưa? Đây địa chỉ rồi. Giống thú ngốc ít nhiều. Tao cười. Anh cười trước rồi. Rất là đúng cười. Má quay cười lắm má. Trời ơi. Má giống thú ngốc. Cảm ơn bạn trai Việt chim tay nha. Một quả tên lửa. Cảm ơn bạn, mình cảm ơn giùm cho thằng này nó đang bận rồi. Để mình cảm ơn giùm cho.
cảm ơn nhá. Trai Việt mà chim tay là hơi bị đỉnh đấy. Được. Đã không nhận được luôn. Ôi, chim tay là đang gọi. Rất là hết cá phố. Em với anh hello. Money boy. Được tiền đâu? Tao nằm tiền vãi lều. Con số gì đây? Con số gì đây? Cosplay Viper nhớ là gàng gàng đấy, có con vợ ơi. Ủa? Viper có một dê chó hay gì đây sao mà thấy có chó. Người ta quẹt vào, đừng có bình luận. Chưa xong, cứ bình luận thôi. Mày không được cái việc gì cả. Cả người ta quẹt vào rồi, có dê chó cái gì. Tự có dê chó thiệt bự ghê. Vào, đang make up tí người ta tẩy đi. Tí người ta tẩy đi, chứ biết gì. Vui xuống nhìn thẳng á. Đây là do tớ bắt buộc tớ phải nhìn thẳng ấy nhá. Ừ, hiểu. Rồi rồi. Quang lên cái chị sẽ nói xong. Đừng có run bro. Cái bảo lần này mà so với bắt đầu do công lý đóng chắc thì đã tới 3 chân. Có thể ví dụ mà nhá, mix xong 2 tiếng này mà tí tớ xong. Buổi tối. Buổi tối mà tẩy trang đi thì có lâu không? Khá là nhanh. Có sáp tẩy trang không? Sáp tẩy trang á? Không phải có nước tẩy trang không? Của gì? Sờ... Nó là cái lọ Sensibio nắp màu hồng ấy. Ví dụ tẩy thì có hết không? Tẩy hết được, nhưng mà hết tẩy rồi mẹ đấy. Dùng cho hơi lâu cho mình. Là tớ phải trông như này đến ngày mai á? Nếu mà bổ đêm đấy. Tẩy thì cứ tẩy bình thường thôi, chắc là nó tốn hơn chục bông chứ nhiều. À thế thì ok, làm được. Bây giờ biết cách làm lại không? Là lọ acid. Ui, không, thế thì hỏng hết ra, hỏng hết mặt là. Không có nước ngâm lên. Không, hình như nhà tớ có nước muối không? Không, không có nước muối, hình như là có cả khay, khay để lên luôn. Thế sao nó không có lên? Câu chuyện dài lắm, chỉ biết là có thôi. Vẫn có nước, lấy lên là được. Hình như có, tớ không nhớ. Từ để tớ... Sao? Để tí tớ tìm, nó có một cái khay như này đúng không? Ừ. Nước để cái len ngâm này đúng không? Đúng rồi. Thế nếu không có thì mình dùng nước muối sinh lý được. Đúng không? Không nên. Không nhưng mà nếu mà cửa bỏ ra thì đấy cũng không thể mang được. Đeo luôn thì chắc không sao. À, chờ. Để tí nó check lại. Thôi đắp để anh bỏ ngâm luôn. Cái lìn á, tê trong buồn cười đấy. Ôi, sao nào, tiếp đi con. Nhìn thẳng nhá. Đâu? Trai Việt chim tay lại lên thêm một quả lên lớn nữa rồi. Thank you, trai Việt chim tay nha. Đồ mất chai, trai Việt chim tay hai shot luôn. Cứ bắn lên em. Đã trai Việt chim tay thì cứ bắn nhiều lên. Bắn nhiều lên. Ông anh bắn 2 shot luôn rồi á. Trai Việt chim tay đúng, chim tay bắn 2 shot đi. Đi. Ta đang ngây. Chim tay có 2. Điều gì khiến anh đẹp trông như này thế á? Thua kèo các bạn ạ, chơi thừa thì phú ngu với cả đen thì phải chịu thôi chứ biết làm nào bây giờ hả? Đúng không? Mà hôm đấy đen mãi được, mọi người phải xem hôm đấy tôi chơi cơ. Mọi hiểu là tôi đen như con chó luôn mà. Thì nhưng hôm đấy em xem. Mình có chơi mình có chịu, hiểu chưa? Có chơi có chịu caric không? Nghe bài này chưa? Chơi mà chuẩn, hiểu chưa? Xanh chín. Chơi anh đẹp vui vậy à? Thì chả lẽ khóc. Vui là con gái mà. Cầm mồm, con gái cái gì? Nó bị trêu à? Cái thế. Cái gì nữa? Làm chính mình. Thì tôi mà là chính tôi còn tính không, nhưng mà ý là tôi là tôi, nhưng mà không phải tôi như này, là tôi bên trong, các bạn hiểu không? Tài trợ gì? Kiểu ví dụ như là mai có những nhãn hàng book ấy. À không, tất nhiên nếu như mà anh chị nào thấy em có tương lai trong nghề cosplay hay là muốn có một cái booking gì đó em đem đi cosplay, hiểu không? Với những mức giá gọi là phù hợp, em sẽ đi, chỉ cần
có tiền đấy, có giá thương ai đi luôn, em sẵn sàng coach mọi người luôn. Ok, ví dụ như kiểu cô Tách Dạ Hương cái kiểu cái gì không biết nào, cô Tách Dạ Hương mà ví dụ kiểu tầm khoảng 50 triệu một tiếng đi luôn, nó nhiều không có set à, có luôn, thế để tí tớ quấn cái đai vào trong cho nó quấn eo luôn. À không phải cái đấy là cái đai lưng kiểu cho thẳng lưng của tớ mới mua thôi, đeo phải cho nó thẳng chứ không phải có set vãi lều có set mà chết đấy. Không phải cái quấn eo của chị em đâu, nhưng mà tớ có cái cuốn kiểu tại vì tớ ngồi nhiều ấy, tớ có cái cuốn eo của anh em. Đúng rồi của con trai chứ không phải con gái nha. Tí để thử đeo thêm trông cho có eo ót không? Một là eo ót hay là eo ót? Eo ót luôn, Để tự dưng em thích quay cận anh. Cái gì ai để lại điên là mới mua này, có hóa đơn Shopee hay không ấy không? 190.000 mua cái giống của anh Độ Missy ấy. Không biết cái đấy là cái mà anh Độ đeo ấy. Anh Độ bảo là chúng mày phải đeo đi, không lỡ sau này thoát vị đĩa đệm. Đấy như tao, bây giờ chúng mày tập luôn đi, theo tôi cũng đeo. Tại vì tôi ngồi chơi game nhiều xong kiểu cái giường tôi ấy, tôi cái đệm tôi nó êm nó lại đéo cứng, mà nằm cái đệm êm mà đôi khi ngủ dậy đau lưng vãi lều. Tôi đá bóng cử tạ squat sau cùng nhiều mỏi hết lưng không ạ. Thế mà phải đeo dần dần đi rồi chết đòn mất. Ờ à, từ cho giờ đứng dậy hít thở, đứng dậy hát bài cho tao đi vệ sinh, tao 2 phút tao tính tâm ra thế nào. Ờ anh vào nhìn gương đúng không? Right, cầm đồ đã, đừng quay tao đừng lộ. À, nào, tao đi tay em, đừng quay. Hello, mày chưa? Ok. Hả? Không có bạn nghe, thế tao đi đá. Mày cầm mic ra. Em cầm kìa. Từ từ. Nghe tiếng tao quay cái chết. Bỏ mic cái bàn. Này, check it bro. Anh cầm đi, nhét vào. Đừng quay ra nữa. Làm cái cần mặt đã. Từ từ, quay ra đây, cười nốt cái đi. Dạ, bố đi đá. Bye bye. Lô. Alo. Yeah. Yeah. Bạn. Ready. Nên tao gọi cho phường, tao gọi chỗ đấy là ô quỷ. Năm hoa ca sao nhân tao gọi là bò gì. Mấy thằng fake chi chú hết như kiểu đang thổ phỉ. Năm hơi cao tao bắt cứ xa như kiểu đang ở bì. Bé trong siêu trẻ nhưng khi gặp anh bé ấy lại hòn lì. Em bảo tao còn ai, em như tao đóng vai là bồ lì. Tao sẽ sang nhà anh kết một tối khi mà em lonely. Tao sẽ chơi cùng em nếu như nhà của em có cỏ mì. Ở thôi không hâm anh không chơi cỏ mì. Em chỉ là con mòn nên anh khuyên em nên bỏ đi. Không bao giờ được thử dù chỉ là một pin nhỏ tí. Còn nếu những bút màu xanh lại có bút tranh thì để anh xử lý. Blue K, Purple K, bạn anh chồng nhìn nó đẹp như nhờ. Bảo là game em đang ở đây xong lại kéo anh về để giọt như thật. Anh không chấp mẹ chồng hay xù. Nhưng nếu anh chấp anh đang ô mặt thì mấy thằng nhỏ với ngạc như rằng đêm mắt rapper như nhạc như nhét tiền vào trong túi. Đỡ việc em là mỗi tối. Sâu phải chồng này không được không vui. Anh chỉ muốn đồng tiền này cao như cái núi. Mùa mấy thằng vót ca khẩm khà. Bắt lại nhau 2 tấn đá. Mấy em đào tôi thêm phần má. Nhìn cười bên anh nào bị trôi giảm giá. Ê, Henny giót đi. Đặng mấy em hot đi. Em còn không mặc coxy. Mày mày không thấy copy. Quan sát tao. Khe gì mấy cậu bé đau. Đang chơi sâu với giá cao. Em đem tiền về cho má tao. Let's go. Henny giót đi. Đặng cùng mấy em hot đi. Em còn không mặc coxy. Mày mày không thấy copy. Quan sát tao. Khe gì mấy cậu bé đau. Đang chơi sâu với giá cao. Em đem tiền về cho má tao. Let's go. Đường này tao phải trong phường. Tao gọi đây là ô quỷ. Năm hoa ca dao nhất tao gọi là bò xỉ. Mấy em fake chi chung ngu hết như kiểu đang thổ phỉ. Năm hơi ca mà bóc tít xa như kiểu đang ngủ bì. Bé trong siêu trẻ như khi gặp anh bé lay họ thì. Em và ta cầm tay em như tao đóng vai là phù lì. Tao sẽ sang nhà em tên một tối khi mà em lò mì. Tao sẽ chịu cùng em nếu như nhà của em có cò mày. Yeah! VND ở trong em BB mình là CDE chủ là PVV. Nghe tao kêu rồi xem tao kêu chắc là ở đời thực hiện là GDP. Chúng mày thích là chúng mày đéo tiktok đéo quan tâm cho mày đi đi đi. Anh long tao em OVV của TDG bắt đầu DCC. Ôi sời cỏ mỹ khi cười hay là CBD. Tao học kép mỉm cười cả khi bị chửi như chó như DVD. Học để lý từ DDT từ di đỉnh cao của Woody. Mang dấu khăn ra liệt ra tao một và duy nhất tao CDE. Easy, make some fucking CD. Rap hay cô là chúng nó thấy rất ly kỳ. Easy, ain't some fucking CD. Rap hai câu họ đã nhận ra tao là Rocky CD. Gucci, Louis, Burberry, The Fendi. Việc tuần này quá chất, đã rap hai còn toàn thằng manly. Money, pussy, trước tay
người tao đen xì. Anh đợi tao trở về từ đá góc là thuốc người như Kenji. Để tao vào trong phường tao gọi chỗ ấy là bộ quỷ. Năm hoa ca dao nhận nào gọi là bộ quỷ. Số về xin đi vì nó sẽ có đến rồi. Thế gì á? Thôi để lại cái mic nhật xuống. Đấy mà mình lên á. Vãi lều à. Ê, cầm mic. Thật sự xa, em đến một tối khi mà em là mình. Bảo đi vào trong của em có cỏ mì. Hay à. Lẹ đi, con đỏ đang đợi lên, đang đợi cái lên. Thế bây giờ mình đeo lên trước là mình đợi lên đi, đợi lên lên gì đó. Cái gì? Sao? Đâu, phải nếp giờ ướm mỗi người ấy. Tức là tí phỏng đấy, kéo phá đi thôi à? Đi yeah. Đợi tí nhé, đợi tí đeo len thôi. Giờ gờ đá điểm rồi. Ủa xong rồi mình phải chả kéo này quá xanh trí luôn. Sau tí mình làm một trận Viper hoặc một bộ Viper để bãi lên. À, thế nào? Tóc quẹt vào mặt phải không? Ui, trông như đầu dương. Ui, giống hết cô đầu luôn. Hả? Cô đầu á? What? Ừ, không có len hẳn, nó không thể nào. Vãi liệu, trông kinh cái này. Đào Quân, here we go. Casting. Chưa, cái này nó phải thế này nữa, làm nhiều con em nào. Bình thường thì là toàn sao hả? Bên trong bên, anh nhìn thấy quần gen 2k mấy. Em bảo em 18, không tin đến nhà xem được rồi đi thôi. Ta lại đến nhà em, ta còn thấy bọn em vừa mới làm quen. Vậy em gặp bạn bên, đi về mấy thằng fan. Đứng cầm pen, em lại đứng cầm pen. Anh nhìn thấy quần gen 2k mấy. Em bảo em 18, không tin đến nhà xem rồi đi thôi. Ủa trông bỉ thật sự luôn đấy. Nhà mà em ở bên Tân Long Biên. Ta lại tấp con mạng công viên. Để tạm. Rồi, bây giờ đổi lại tóc đi anh. Thôi. Ướm lên thôi. Đưa tóc xuống đi anh. Ok. Trông tôi giống Viper không các bạn? Tụ má xinh luôn á. Trông tôi giống Viper không? Sao không có cái gương cầm lấy. Tập này hết quay xe rồi. Tay chê. Oh no. Ủa, anh phải chụp ảnh ông lập một cái Facebook clone đấy. Anh đi. Nhà này tết đấy. Xem ơi. Phỏng vấn nào? Phỏng vấn nhanh. Anh có muốn đi casting vào vai cô đầu vào năm sau của Tóc Quân không? Nếu chương trình cho em thử sức thì em rất sẵn lòng. Em là thật sự là em muốn trải nghiệm cái gì đấy ngoài tầm giới hạn của em. Cuộc đời này em làm nghề này, sinh ra làm nghề này, sống trải nghiệm nó tất cả cơ hội luôn. Làm tất cả các vai diễn nào, ai mà cần book em đi làm diễn viên thì cũng thoải mái ạ. Cái nước không đen đâu, không có, chỉ có thế thôi. À nước á? Tớ không biết là tớ có không á. Thì em có mà. Ây da, thằng nào cho mày đây? Mày làm gì đây? Bộ quá mày ấy á. Từ đó. Ui, tớ bị sợ. Có được không, ngồi để chị làm cho. Bình thường là chưa bao giờ đeo bao giờ cả. Mà tớ nhỏ mắt, bình thường tớ mắt tớ nhau nhau thôi. Ây da. Sao được quay cái này, ôi dối sợ thế. Cái này là vàng. Lên xay, cái này nó màu xanh. Ây da. Đây là mềm đi. Vãi lều. Nhưng mà người này mù mất. Nhắm mắt là theo phản xạ các bạn. Ôi quay xa cho mắt đỡ sợ. Quay này sợ lắm. Vào không? Vào rồi đấy. Ui. Có bị cộm không? Vào rồi. Có bị cộm cái gì không? Có bị cộm cái gì không nào?
Đảo đảo mắt xung quanh tí. Có bị cộm không? Nó hơi 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 một tí á. Rồi bị quen á, do phải để một chọc nó quen từ đầu đây. Cái này lên có bóng nhỏ. Ủa đây sắp được rồi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Ok. Ủa người á. Ok luôn. Ủa đấy nhỉ. Từ cho tao nhỏ mắt phát rồi. Ây à. Đồ. Sợ nó cộm mắt đấy. Không sao, hơi ngứa tí đâu không sao. Nếu mà cộm mắt dần thì nó quen. Thì di cái dây này trong mắt đi. Vào rồi. Có phải dặn lại không? Có. Hôn. Trang bị kim tay lại bắn lên sáng nữa rồi. Ồ, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Má khỏe dữ ta. Cảm ơn Trang bị kim tay nha, 3 shot rồi, 3 shot rồi. Tối ơi, tối 3 shot luôn. Chết. Mà còn 3 shot liên tiếp luôn. Ôi, lên 1 shot nữa. Được rồi, ok. Lần bắn 2 shot luôn ghê ta. Cảm ơn. Chai... 3 4 shot rồi. Chai Việt chim tây mà có phải Chai Việt chim tây đâu. Chai Việt chim tây. À, thế. Phải lêu ạ. Cảm ơn Chai Việt chim tây nhá. Thế còn Chai Việt không? Chai Việt thì chắc chắn là chim tây rồi. Hay đồ ạ. Ôi, bắn thêm một phát nữa rồi. Tung tóe. Wow. Em không kiềm chế được à. Cảm ơn Chai Việt chim tây. Cảm ơn Chai Việt chim tây. Cảm ơn Chai Việt chim tây nhá. Nào bây giờ vừa đã đến, từ đã. Bây giờ phải mặc mặc cái đấy đã. Thôi tôi làm bây giờ. Tôi chỉ mặc trong này. Không có sỏ cái này vào đúng không? Sỏ vào xong rồi kéo khóa lên bình thường xong ra đây mặc tiếp. Nhưng mà... Tao mặc xong. Mặc nhiều quần lót lên. Nhiều quần lót lên. Nhưng mà nó thấy được khi con Chinese Dragon thì nó có Chinese Dragon. Ok, bốn quần lót luôn. Ok, bốn quần lót này. Trong lỗ rồng đó. Như này được chưa? Như đi rất râu luôn. Cái này là như nào? Lấy gì đâu? Bây giờ xong mặc vào là không thấy gì đúng không? Mày phải mặc vô mới biết được. Tại vì mặc vô nó có cái độ ôn. Rồi, đi, đợi tạm biệt. Hey, yo, what the fuck, gang? You know what the fuck going on, bro? Còn Giang có mặc chị ngủ ơi, nó bây giờ mặc cái gì này. Trông vãi lều bạn ơi, đợi tí. Phải mặc hết phụ kiện lên nào, bây giờ bọn tôi phải tìm cách không? Còn giấy thấm mồ hôi, thằng giấy thấm mồ hôi. Anh em chơi kèo không trả đâu, tôi là phải trả đấy. Về giống lắm, có công hiểu đấy. Trời mà giành trí. Ê, chính ra cái này nó vẽ sẵn rồi đấy. Nhưng mà trông... Không cần ngực luôn, vẫn có ngực nha. Oh my, push it, push up here today bro. Không cần đồ ngực luôn, vẫn có ngực nha. Giỡn nó kêu không bro? Ok, can I? Bọn chết rồi, can liền. Có thể tím anh muốn tì ra đầy nhà đúng không? Cái liền gì nữa. Tao đóng cái hang xà vào đây là không nào vào hết. Chú chim nó là bảo sao Riot nó nớp Viper. Cái gì nữa chú? Bắt sao cái tay bên này có cái... Đấy mà bên này không có được. Chắc là nó ra một cái. Một tay có à? Một bên à? Một bên rồi. Ủa? Được đấy, chồng đầu siêu chiến binh rồi đấy. Siêu chiến binh ngồi Free Fire chúng ta lên thôi. Cái đấy cái gì hả con? Thì cái đấy là tớ... Cổ. Đây là... À, cổ à? Cái đấy là hôm đấy tớ đến tớ tưởng quân Philip của Viper. Tớ không biết nhưng mà ý là kiểu what the fuck cái này hôm đấy là kiểu tớ chưa mặc lên là tớ không biết là cái gì ấy. Nhưng mà nó hai nó không nhau. Thì biết nào thôi. Không biết được. Ấy, này nó tổ kìa. Chip bảo mày mặc silic lên cổ kìa. Cái gì nữa chú? Xin chú ơi. Để gắn mi và son nha. Chú đã phải lau bớt mồ hôi đó. Ừ, gắn mi và son á. Ây à. Lần đầu cosplay ạ. Từ tay đâu vãi lên hồ à. Ui, tôi thấy đi bục vào lưng ạ. Đâu, đấy, nó là cái ghế da. À. Nó là tiếng quệt vào da thôi. Còn rách hay không thì em không biết. Thế rồi, mong sao. Rách là tao mất cọc 400 nghìn của tao. Bạn bảo là có một vết rồi, mất 400 nghìn tiền cọc đấy nha. Dạ. Còn là mi này. Ok. Được chưa? Ok chưa? À.
Mất lều. Mất lông mi thật rồi. Không mất. Không mày mất. Không mất một cọng luôn. Pick it up and go. Cái mở. Gang gang. Đâu mình vào vai nữ tính không anh? Gang gang thôi mà đừng có. Gang gang, you know what I'm talking about bro? Gang gang. Gang gang thôi, đừng có nói gang gang, người ta sợ, hiểu không? Rắn 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 luôn, nhưng mà toàn là quá đông cậu lắm, cái đồ mà cái xăng dầu ta không dám ráp, nó có thể gây nổ. Hello, mấy cơm của chị. Cái nhìn chủ cũng hơi... Ta trông tổng tổng không ra cái vết nét như tình quá. Không phải, chủ nó phải giống như xì lây ấy. Xì lây là kiểu gì ạ? Lây đồ á. Lây đồ á. Giống kiểu các chị gái kiểu. À, thế ạ, trông kiểu tây tây gì ạ? Tay tay gì ạ? Toxic screen go no. Ok, ok. Toxic screen go now bro. What the fuck bro bro. Chưa mong bro. Gang gang. Chúng ta dám mà chết. Sợi vai bờ này ăn hơi nhiều gì đấy. Chỉ có đấy mà nặng đấy mà bị cào. Mà nặng nặng. Xem từ đây xem có đôi giày nào để tao fit lên. Tao có thể xem là tên không nhỉ? Mốt biết các thứ chẳng hạn. Tao có. Nó đi giày đen mà. Ok. Ôi sao nó cứ tụi. Mát sao nó mỏng. Tụi tụi nhỉ. Ui. Ui. Thế là thiếu mỗi đôi giày đấy à? Còn đôi bốt thì đi vào. Bốt á? Mình có đôi bốt nào không tím? Bốt hả? Ừ. Nó có nào đó. Nhìn cái màu bút đâu. Ê gì kìa? Tao hoa vãi. That's so big bro. Hả? It's so big. Cái gì Bích? Cái này Bích á, không được. Nhật bước. Ây à. Nhật bước thì không đi vào lắm. Con sai rất không tốt. Tại sao? Ta đang được vượt rất là được kiến thức đúng không mọi người? Thế cậu yêu thích không? Đó. Ngược mà, cái đấy phải ở dưới chứ. Dưới á? Không, cái này như là cái của nó mà. Ớt được chưa? Chả kéo xanh chín chưa? Hả mấy con đấy? Bổ. Đâu? What the fuck? Chân đẹp là sai bao nhiêu? Ủa, tôi sắp 4 luôn. Đúng không? Đúng, 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 sắp được không? Đúng. Sắp vào. À, đúng. Sắp vào rồi. Sắp vào rồi. Ê, sắp được không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sắp được không? À, khoan, quay. Sắp được không? No. Ấy, ấy ra thế nào? Ấy, ấy ra cái gì? Được, 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 được. Một tí không? Hết cỡ rồi. Này được rồi, nó hơi chật một tí thôi. Ờ, còn xếp kia nữa. Xong mình sẽ phải vào phòng mình post một cái book. Cậu phải chụp cho tớ hai cái ảnh nữa là được. Để tớ gọi nhà xác nhận hoàn thành trả kèo viper này. Có đây nào có được không? Có được này xong đi hai con này. Ok rồi, ok rồi. Con hàng chưa? Rồi. Con hàng chưa? Ok rồi, ok rồi. Nào. Ủa, ta hết mồ hôi rồi. Được rồi. Bây giờ chúng ta cần phải chụp cho mình mấy cái ảnh. Đi nhà. Đi phải đánh 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 lên cho. Lại bắt cá chân rồi. Đi phải đi được con gái đi nhà rồi. Đi nhà. Không phải, phải cho đánh tí. Đánh một tí. Chơi như vậy đó. Đánh qua đánh lại đi rồi. Kéo tao cái này mắt bích lên rồi. Trời mày đi cứng quá. Đi ra đi nào. Ê đứng im chung có khi một tí hơn. Rồi quay lại. Đi. Thôi. Được rồi cứng quá. Không được hả? Đúng rồi. Chúng ta hỏi cái này. Hả? À này, đây là đây nha. Đánh nha. Rồi. Cái bình thường rồi. Cái gì này á? Đúng như này không? Sao tay như thế này vậy? Thế tay bình thường như nào rồi? Đi bình thường này này.
hạt như bình thường không? Ừ thôi đánh vai nhỉ. Đánh vai trước sau của trên xuống. Đi gì ghen ghen mà. Không, ghen ghen quá à? Ừ, ghen quá. Sao đi chưa ghen quá? Đúng chưa? Tôi con gái chưa? Hạ cái bắt xuống tí. Hạ xuống à? Hạ một tí thôi. Hạ một tí thôi, được cúi quá. Đấy, ta đi qua, ta nhìn mày, ta hóc tóc lên, ta xài lại bắn đi em anh ơi. Đúng, đúng chọn luôn. Đâu, mút rừng đấy, đáng nghe, sao bao rừng đấy. Làng mấy ông như này nè. Sao bao rừng chuẩn đấy, nó như này nè. Đừng đứng im ạ. Đây, cái pick cái này còn gì nữa. À đây, 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 còn gì nữa. Đúng chưa? Đâu. Ủa nó bắn độc cái chạy. Cái này để lại up. Thì bắn xong phải sủi chứ. Bắn to đâu. Bắn to đâu. Cái kìa, cái kìa, cái kìa. Bắn độc rồi. Bắn này. Lút rồi à. À để Photoshop cho tôi nhanh lên. Áp lút intro các kiểu vào. Không sai không sửa vào. Photoshop đi. Effect đồ vô. Hai cái. Rồi, đây đó. Hoàn thành. Cái vai Portrait này. Mọi người có làm được các bạn có xinh không? Cái gì đây? Nhìn như lồn các nhá. Ồ, Viper này mà đánh DJ được nè. Viper đánh DJ luôn mà. Ừ, được luôn. Anh em ơi. Tay khỏe không? Được rồi, quay trở lại công việc chính được. Chờ tí. Ui, được rồi, được rồi. Ta đang này, ta đang rồi, ok. Ui, được rồi. Được rồi. Thế là, một tay chống một bàn đi. Hả, chống cái bàn. Thì đỡ, đỡ kiểu kiểu, đấy, đấy. Tay lên chống thôi. À, tay chống à, tay. Chống. Chích tẩy nhất. Tay đưa xuống. Hơi đánh mông được không? Đấy, đánh sang bên nào? Đấy, đánh sang bên nào? Vừa thôi. Đấy, 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chỉnh cái này chị. Được chưa, cắt tình không? Xinh đấy. Ngon đấy. Cầm ngược đấy đúng không ạ? À. Ờ, từ từ phải kéo nha, lên tí. Ờ, 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 ờ. Bắt đầu. Gây, gây, gây. Chồng chị này không? Hả? Đấy là chồng chị á, chồng em này. Đấy là lấy máy nha, lấy máy nha. Chú kêu là thề không bao giờ chơi Viper nữa kìa. Ta kêu chú, Viper ngon như này chú không chơi chú. Lát luôn. Nên chơi, tất cả mọi người hãy chơi Viper đi. Lại không lại. Không lại. Vẽ lều, what the fuck. What the hell. Rồi tôi xem nào. What the hell nào, what the fuck. Ủa, tí đây mày mày nhìn tẩy. What the fuck is this. Thiên lực. What the fuck. Đồ. Đồ. Ô má trong tao. Đéo khỏe tao ấy. Không, 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 không. Đây qua là đánh mất bản thân mình. Hát quá, hát quá. Ai là trông cũng gọi như là lên hình ấy nhỉ? Để Photoshop lại tí. Rồi, ok. Là ra các kiểu, các kiểu.
Dạ em ăn thế đẹp ở đâu từ hình kỳ sao? Mới có một cái thôi. Ở đâu đâu thấy cũng nháy được mấy cái nữa. Mấy cái á, tôi tưởng bảo hai cái. Mấy cái nữa. Ê, nhìn cả bên dưới, nhìn được cái tay à? Hả? Bên dưới là thôi nào? À không. What the hell? Được. Ui mà trông cả hơi fake nhỉ. What the fuck am I doing, bro? Khoe cái gì cần khoe nha. Có cái gì đâu mà khoe. Chỉ vì thế mới phải cần khoe. Đủ má, what the fuck, sao bụng to to thế? Ủa ơi, bóp lại. Không có vai bơ nào mà trông. Bóp lại. Cái eo nó to hằng mét. Mẹ nhà khúc giò mà xanh lá luôn. Vai bơ vai lèo. Cuộc lên này. Sống. Lại lau cho mẫu hơi nhiều nước. Ôm dồi dào quá. Nóng vai luôn ạ. Bình thường cốt sản làm mặc này cả ngày hả? Đúng rồi đó. Yes, Viper in Vietnam. Yes, I have. Ui. I have. Đinh Shroud. Where is Nizam, bro? Nè. Ấy. Hết rồi. But Vietnam. Uống nước nhẹ nhẹ chứ trôi son nha chị. Làm miếng nước đi chị. Ôi phê vãi lều, nóng vãi lều thế. Một lần trải nghiệm nỗi khổ con gái. Viper mồm to ác ạ. Ơ há là mồm cũng phải to chứ. Chiêu à? Cả nhà ơi, thế thì Facebook và TikTok của chị Huyền Thanh Nguyễn và Facebook và TikTok của chị Giang Hương Nguyễn nha. Cả hai chị đúng Nguyễn nha. Và subscribe Nimo TV gạch chéo Pino. Pino MTK bro. Ui, thầy mà mặc bộ này chắc ủ ông thế giới luôn á. Thầy mặc như này á? Thầy mà mặc bộ này là thế giới luôn mày. Thầy Onip, Nóng quá, bảo anh. Ok. Đây mình còn phải mặc đồ này thôi, mình bắn Viper nó mới quỷ. Nó mới quỷ. Đồ giá mà dọn bớt nhá. Đây rồi. Thằng nào check Viper của tao nhá. Thằng nào mà cái Viper, đây. Viper đâu rồi? Ha ha. Ủa giống trong game vãi lều mà thề. Đợi tí. À bắt đầu rồi. Hello guys. Guys. What's up bro? What's up bro? Đéo nghe được bro ơi. Where you from bro? Where you from? Sover. Yes. My name Viper, bro. Yeah, good morning, bro. Ê, mấy thằng này nó chảnh quá, nó không nói chuyện với tao. Chứ nó không biết là ai đang sau màn hình. Vào thanh lên, lúc bích đi, chửi nó đâu, đây nè. Ha ha. Này không? Ha ha. Đây thôi. May không có play Z, không bay ở khỏi ghế mất. Ê, cái này phải đeo tay phải, nhầm. Cái này phải đeo tay phải, bạn ơi. Đây, đúng rồi. Nhảy. Đâu rồi? Đạc ship. Ra chiêu như vậy là nó bắn chết rồi. Thôi. Má nó bắn giờ nè. One side. Mù quá. Đầu hết rồi. Lùi ra đây. Để bảo toàn tính mạng. À hết rồi. Nice. Được rồi các bạn, được chưa? Thợ chưa? Ủa nhưng đây con Zero Fang mà.
clear. Ôi. Đi. Dao múa. Lát rồi, Viper lát khỏe rồi. Bắt đầu. Oh, Spirit. Đọc ra đâu? Đọc mày quăng rồi. Anh quăng rồi. Rồi, tao đổ lắm rồi. Không phải đóng cửa kia. Rồi. Ôi, về. Em sắp tập đi đâu thế? Ôi, thua rồi các bạn ạ, không thể bắn nó bộ đồ này được. Không bắn nó bộ đồ này được. Chết rồi. Đây là bắn hay quá. Được chưa? Nghệ vãi lều. Nó cả biết gì. Tay. Ôi. Kì nào. Ôi. Sắp xong rồi các cậu ơi. Ê, đây. Ôi. Nice. GG guys. Được. GG. Được rồi. Thế là tôi đã trả thành công xong kèo cosplay Viper các bạn nhá. Bảo vệ lên đĩa không? Các ông nhìn là cái trần mới tôi quên khoe các bạn, bây giờ kín bưng luôn. Không một tiếng gì cả. Vãi lều. Tèo hello bro. Ok, cảm ơn các bạn đã đến buổi cosplay Viper ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhìn này cần cắn nhìn ai với lâu. Nhìn vãi lều luôn mà. Ui, con mặt à. Được rồi. Nhưng mà thiếu cái tóc rồi. Thiếu tóc rồi. Ê được. Ta mượn ra cái tóc của ta mượn đấy để ta xem trên cam ở trong nhà. Hôm nay đến đây thì vui rồi. Đánh DJ đi anh nhá, DJ cái gì nữa. Thế này là trả kèo xong rồi. Nội dung nào chỉ một nội dung thôi. Cứ tham content ấy. Thế thôi, được rồi. Hôm khác anh em phải làm buổi khác cho có buổi đánh DJ riêng. Các kiểu luôn. Ok chưa? Tiện cái gì? Hình hết rồi. À sao tiếp hẹn mọi người 19 giờ 45 ngày mai em đắt đi làm bấm nhá. Xong có gì ngày mai em đắt sẽ comeback sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xem em bây giờ chắc là tôi đi tẩy trang, tôi đi nghỉ ngơi tí. Thế nhá. Tôi anh ợp mẹ đi á. Này hôm nay anh đã cống hiến thế rồi. Đừng bảo là anh ợp đi hay là như là hiểu chưa các tình yêu. Thế nhá, cống hiến lắm rồi nhá. Xanh chín rồi nhá. Có gì là ngày mai anh em gặp lại về với quỹ đạo bình thường 19:45 ngày mai đi làm bóng xong về nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc bạn một buổi tối vẻ mọi người. Bye bye. Cảm ơn người rất nhiều thế nhá. Bye. Cảm ơn tất cả anh em đã donate ngày hôm nay nha. Tất cả anh em đã donate ngày hôm nay nha. Chúc các bạn có một buổi tối vẻ mọi người. Mai bye.